Chào mừng mọi người đến với Kunin Radio. Tết đến cận kề rồi, mọi người đã chuẩn bị món mứt gì chưa? Hôm nay Hạnh xin mời mọi người cùng Hạnh vào bếp làm món mứt dừa non được tạo màu từ những lá cây thiên nhiên tại nhà. Và khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được cái vị thơm nhẹ nhẹ, ăn vô nó sừng sực, béo béo nhưng không quá ngọt. Nhìn bên ngoài miếng dừa khô, bám đường nhiều nhưng cắn vào bên trong cảm thấy dẻo dẻo, ăn rất ngon và để lâu không bị lên dầu nhé. Chuẩn bị cho món mứt dừa non này, Hạnh hái vô là khoảng 10 trái dừa, thì đây là khoảng 2 kg dừa non nha mọi người. Hạnh chặt bỏ lấy nước, rồi lấy ra cái phần cái. Lưu ý là lấy cái phần cái là nó hơi cứng cại, dừa hơi cứng cại nha mọi người. Đừng có quá non, vì quá non thì dừa làm nên cũng không có ngon á mọi người. Khi mình đã tách ra cái phần cái xong rồi mọi người cũng nhớ lột bỏ cái phần vỏ vàng bên ngoài nha, để miếng dừa nó trắng đẹp và rửa thật sạch, rồi mình đem đi bào ra nha. Và sau khi Hạnh đã bào dừa xong rồi, Hạnh lại tiếp tục đem đi rửa nữa nha. Hạnh rửa bằng nước muối với nước chanh, đem đi xả ra và rửa thêm khoảng 7-8 nước gì đó. Hạnh rửa đến khi nào mà cảm thấy nước nó trong là Hạnh vớt ra, Hạnh để ráo nha mọi người. Và đến cái khúc này cũng quan trọng không kém nè, mọi người chuẩn bị cho Hạnh một nồi nước sôi nha. Hạnh sẽ đem cái mớ dừa non này đem vô trụng sơ nha mọi người. Yếu là cho chất dầu trong dừa ra bớt, rồi mình đem vớt ra để nước lạnh nha mọi người. Rồi Hạnh cũng rửa thêm khoảng 6-7 nước gì đó, rửa cho nó trong. Rồi mình cũng đem vớt mình để ráo nha mọi người. Và trong thời gian chờ đợi thì Hạnh cũng ra vườn hái một mớ lá cẩm và một mớ lá dứa. Lá cẩm cho màu rất đẹp nha mọi người. Hạnh đem vô Hạnh nấu nước sôi á, Hạnh dò lá cẩm cho nó ra cái màu á, rồi Hạnh bỏ ra chén nha. Còn lá dứa thì Hạnh cũng đem rửa sạch, rồi Hạnh đem đi sắc nhuyễn, cho vào cối xay rồi lấy nước nha mọi người. Hạnh thấy màu xanh đẹp lắm, nhưng mà khi làm biết nó có ra màu xanh đẹp như vậy không, tại vì mình cũng chưa làm lá dứa bao giờ á. Đây mọi người nhìn nè, hai màu thiên nhiên mà mình đã làm ra nè mọi người, hai chén màu rất là đẹp. Bây giờ đến công đoạn là mình sẽ phân dừa ra mỗi thứ một nửa, một bên là màu lá dứa, một bên là màu lá cẩm nè. Ở đây là 2 kg dừa thì mình sẽ bỏ là khoảng là 1 kg đường nha mọi người. Cái màu lá cẩm thì mình thấy rất là màu đẹp mắt luôn nha, màu tím rất là đẹp. Màu lá dứa thì mình thấy chắc là màu nó hơi nhạt à mọi người, tại vì mình thấy nó màu nó không có được sậm màu cho lắm. Thôi vậy cũng thơm nè, nhìn nó cũng ngon lắm rồi đó. Giờ mình sẽ bỏ đường lên mình ướp nha mọi người. 2 kg dừa thì khoảng là 1 kg đường nha mọi người. Rồi mình sẽ trộn đều và sẽ làm cho dừa với lại đường sẽ thấm đều vô cái dừa đó. Nhìn màu đẹp quá, màu lá cẩm mình rất là thích luôn. Mình sẽ dùng tay mình sẽ bóp cho nó đều nha mọi người. Đều đường với lại mứt đều như nha. Rồi mình sẽ bỏ ra khoảng một đêm nha mọi người, để cho dừa với lại đường nó thấm vào nhau á. Mình cảm thấy là khi mà mình sáng mình thức dậy mình thấy dừa, miếng dừa nó trong trong á, như vậy là mình có thể mình sên được rồi nha mọi người. Cuối cùng Hạnh chuẩn bị cho mình một cái chảo lớn, Hạnh sẽ chắc cái phần nước đường ra, rồi Hạnh sẽ sên nha mọi người. Sên cái phần nước đường cho đến khi nào thấy nó kẹo kẹo như thế này nè, nó sền sệt như vậy là được rồi đó. Tiếp tục, Hạnh sẽ bỏ cái phần cái dừa còn lại vô nha mọi người. Hạnh sẽ sên. Lưu ý là sên cái phần nước dừa này là mọi người đừng có nóng tính nha, phải từ từ mới được. Mình không khéo là mình làm nó sẽ bị khét á. Mình sẽ bỏ cái phần dừa vô nè mọi người. Lúc này á là mình sẽ khuấy đều tay nha mọi người. Rồi để lửa riu riu nha, không được để lớn. Vì khi chúng ta nóng vội thì chúng ta để lửa lớn, thì để lửa lớn thì dừa rất là dễ mau khét, khi ăn á thì nó sẽ không có ngon nha mọi người. Tiếp tục, Hạnh sẽ bỏ sữa tươi vô nha. Rồi sau đó Hạnh cũng khuấy đều, cho dừa nó như vậy sữa nó sẽ thấm đều với nhau. Sữa tươi khi mà bỏ vô mứt dừa nó sẽ rất là ngon và béo á mọi người. Ăn vô nó đậm vị và ngon lắm. Và cuối cùng dừa nó cũng tới rồi mọi người. Đường với lại dừa nó bong ra nè, nó khô ra hết rồi nè. À, mình cũng thành công rồi đó. Miếng dừa mình bóc lên á, mình cảm thấy nó mềm mềm dẻo dẻo, đường nó bám nhiều, nhưng mà khi ăn vào nó giòn giòn sực sực mà nó dẻo dẻo, ăn rất là thơm và ngon lắm á mọi người. Nhất là khi mình cắn vào á, cái vị đầu tiên của mình cảm nhận là vị sữa và cái mùi vị thiên nhiên là mùi lá cẩm, ăn rất là thơm và ngon. Cảm giác của mình á, cái mùi vị này nó khó tả lắm mọi người, nó rất là ngon. Hạnh xin mời mọi người cùng ăn với Hạnh nha.
Xin mời mọi người cùng ăn nước dừa và uống nước trà hòa đậu biếc cùng với mình nha. Cùng ly nè. Ly. Bây giờ mới làm xong rồi mọi người. Cái màu màu đây là màu, nó là màu lá dứa nha, nó ăn nó vàng vàng vậy đó. Tại lúc đầu tưởng nó màu xanh nhưng mà cuối cùng là nó ra màu vàng vàng chứ không phải màu xanh nha mọi người. Đây là cái màu lá cẩm. Lá cẩm lên màu rất đẹp nha mọi người. Tất cả mọi thứ thì mình làm toàn đồ thiên nhiên tại nhà thôi chứ không có mua gì hết. Dừa cũng là ở nhà, lá cẩm và lá dứa ở nhà luôn, chỉ tốn tiền mua được thôi mọi người. Nha, ăn đi. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Dừa này mình không có làm dừa quá già nha mọi người. Mình già làm dừa, dừa cứng cải thôi. Ăn nó kiểu dẻo dẻo và mềm ngon lắm. Thơm ha. Cái mùi lá cẩm làm lên nước cũng rất thơm luôn. Và dứa cũng thơm hả? Ừ.